chuẩn bị mặt vợt thì cũng như quả bò nhỏ thẳng. Bò nhỏ thẳng thì chúng ta đánh sẽ tập trung vào cái đít cầu. Đây sự khác biệt này, bò nhỏ thẳng đầu vợt đi xuống, bò nhỏ chéo thì đầu vợt lên trên và cán vợt xuống dưới. Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn quả bò nhỏ lưới, quả bò nhỏ trên lưới và bò nhỏ treo sân mặt phải. Sau đây là tôi sẽ hướng dẫn về chi tiết về cái kỹ thuật. Cái đầu tiên là cái mặt vợt, chúng ta chuẩn bị mặt vợt thì cũng như quả bò nhỏ thẳng, chúng ta chuẩn bị mặt vợt cao và sau đó chúng ta chờ độ trễ và chúng ta sẽ di chuyển vợt để sao là bò nhỏ thẳng thì chúng ta đánh sẽ tập trung vào cái đít cầu vuông góc, bò nhỏ chéo thì chúng ta sẽ nghiêng vợt và tiếp xúc cái ở bên cạnh của cái đế cầu đấy, chách chách bên cạnh đế cầu và chúng ta kéo. Đây, chúng ta thực hiện động tác này. Đây sự khác biệt này, bò nhỏ thẳng đầu vợt đi xuống, cán vợt ở trên, bò nhỏ chéo thì đầu vợt lên trên và cán vợt xuống dưới. Rồi chúng ta sẽ dùng ngón tay nhẹ nhàng kéo về, nắm về, ra vươn ra, nhẹ nhàng kéo về, chuyển này, đó, chuyển này. Quả bò nhỏ chéo thì chúng ta sẽ di chuyển thì cái chân thì cũng như các quả khác khi lên lưới. Bây giờ chân trái bước lên, chân phải lên đặt mặt vợt. Đặt mặt vợt thì như quả bò nhỏ thẳng. Sau chúng ta lên đến nơi thì chúng ta làm sao? Khi mà gần chạm cầu thì chúng ta chuyển vợt. Nó khác nhau này, quả bò nhỏ thẳng này, đầu vợt ở dưới, cán vợt ở trên. Quả bò nhỏ chéo cán vợt, chúng ta chuyển cán vợt xuống dưới, đầu vợt ở trên và chúng ta thực hiện động tác. Dùng các ngón tay, đặc biệt là ngón tay trỏ, kéo lại, vừa kéo về. Vì quả bò nhỏ chéo nó có hai lực, một là lực đi ngang, ra sát đường biên, hai là lực chúng ta kéo lại, nó sát lưới, và ba là cái lực mà chúng ta đi sát cái lưới này. Đó, chúng ta chú ý là thực hiện động tác này nó phải nhuần nhuyễn, chuyển. Đó, như tôi nói là có cái độ trễ lại. Và cái lực của chúng ta thì mặt vợt chúng ta này, dùng ngón tay trỏ này. Đấy, dùng ngón tay trỏ kéo này. Chúng ta làm sao đầu vợt này. Đầu vợt ở trên. Bò nhỏ thẳng thì đầu vợt nó ở giữa, cán vợt ở trên. Bò nhỏ chéo thì cán vợt xuống dưới.
vượt lên, cái cán vớt ở dưới đầu vượt lên trên. Nhất đầu vượt lên. Rồi. Cái nhất của em là cái động tác cầm vợt của em ấy. Em cho ra cái đầu ngón tay nhiều một chút này. À, thả lỏng ngón tay ra, các ngón tay đều ra. Hai là cái vợt của em mở lên này. Em chuyển lên, bắt đầu tay của em chuyển nhẹ. Đây chú ý là gì, là cái phần cán vợt này chúng ta đặt này, chúng ta đặt luôn luôn sát xuống các cái ngón tay ở dưới này. Dùng cái đầu ngón tay để cảm giác này. Đó. Em tách cái ngón tay ra. Tách cái ngón tay ra này, rồi, rồi, nào, thả lỏng tay ra, đó như thế. Cái lỗi của em là cái đầu vợt em không hạ xuống, à, cái cán vợt em không hạ xuống cho cái đầu vợt lên. Nhá. Cái lỗi của em là em cầm nhẹ, em cứ thế là em đánh luôn, em cứ đánh ngang này luôn. Em hạ xuống, em phải uyển chuyển cái tay vào kéo về, đó như này, 1, 2, kéo về, 1, 2, kéo về, được chưa? Kết hợp vào, vừa kéo về vừa úp. Nào, được chưa? Úp hẳn xuống, ngón tay đâu? Điều khiển ngón tay lật cái mặt vợt đi, gần được rồi, tốt, nữa đi. Tôi lưu ý với các bạn là có hai vấn đề. Vấn đề nhất là bên trái bên phải thì chúng ta đường cầu chúng ta đánh thẳng thì chúng ta tiếp xúc với đít cầu nó vuông góc, còn chúng ta đánh chéo thì chúng ta tiếp đít cầu ở phía bên cạnh của cái đít cầu. Thì đây là lưu ý thứ nhất, dù bên phải hay bên trái thì chúng ta đều sẽ lưu ý là cái tiếp xúc cái đường chéo khác và cái đường thẳng khác. Lưu ý thứ hai với các bạn là khi chúng ta cầm cán vợt thì bên tay phải chúng ta dùng các cái lực của ngón tay trỏ bắt đầu chuyển lên cao hơn để chúng ta dùng lực các ngón tay trỏ. Đó, chúng ta tạo được độ rung, ngón tay cái chúng ta sẽ thấp hơn. Đó, và độ vê vợt nhá, vê vợt chúng ta đều phải có bên phải hoặc bên trái chúng ta đều có vê vợt. Có hai cái lưu ý đó thì để thực hiện được thì cái vấn đề này các bạn có thể là thường xuyên chúng ta sẽ múa vợt và để từ những chi tiết là mặt vợt chuẩn bị và đến khi mặt vợt kết thúc thì trong quá trình đó thì có cái sự xoay chuyển của các ngón tay rồi có cái sự và cái đường đi của mặt vợt và chúng ta tự múa vợt để so sánh với cái clip. Xin tạm biệt các bạn và mong các bạn về nhà chúng ta sẽ tự múa vợt, chú ý đến các chi tiết của ngón tay để ta thực hiện quả bò nhỏ chéo bên phải một cách nhuần nhuyễn và tốt nhất. Xin chào tạm biệt.